Corbett chào cậu. Hôm nay hãy cùng chúng mình khám phá một chất liệu vô cùng đặc biệt được sử dụng trong bộ tranh đắp tạo khối mới nhà Corbett với chủ đề là Van Gogh nha. Cầm trên tay mình đây chính là hũ keo tạo hình, linh hồn của bộ tranh lần này. Chất liệu keo ở dạng đặc quánh khi sử dụng sẽ tạo ra kết cấu nổi độc đáo và hiệu ứng 3D cho tranh. Cách dùng vô cùng đơn giản, cậu chỉ cần pha một lượng keo vừa đủ với màu acrylic. Lời khuyên của chúng mình chính là hãy lấy một lượng màu vừa đủ, sau đó gia giảm tùy theo sắc độ màu mà cậu đang cần, không nên lấy quá nhiều màu cùng một lúc nha. Sau đó trộn đều hỗn hợp keo và màu, sử dụng cọ hoặc bay để apply hỗn hợp vừa rồi lên khung tranh canvas, từ đó sẽ có một kết cấu nổi vô cùng đặc biệt cho bức tranh. Cuối cùng, cậu chỉ cần đem phơi khô và ta-da, chúng ta đã có một bức tranh hoàn thiện đẹp không kém gì họa sĩ vẽ rồi nè. Hãy theo dõi Corbett để biết thêm nhiều thông tin mới về bộ tranh lần này nhé.